Thưa quý vị, thưa các bạn, bước sang năm thứ 13, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã thay đổi thói quen người tiêu dùng, tự hào khi sử dụng các sản phẩm made in Việt Nam, gia tăng sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước. Người tiêu dùng đã chuyển từ ưu tiên dùng hàng Việt sang tự hào dùng hàng Việt, bởi mẫu mã chất lượng hàng Việt ngày càng nâng cao, nhà sản xuất hàng Việt ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nội địa. Hiện nay, tỷ lệ hàng Việt đang hiện diện và tiêu thụ ngày càng nhiều tại các hệ thống phân phối. Theo vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, hàng Việt Nam chiếm tỷ trọng trên 90% tại các siêu thị Coopmart, Vinmart, BRG Mart, 80% tại siêu thị Aeon, 96% tại siêu thị Big C. Tỷ lệ hàng Việt tại các chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm từ 65% trở lên. Khi hàng Việt lấp đầy các kênh phân phối với mức bán lẻ tăng cao, đồng nghĩa với việc hàng Việt được tiêu thụ mạnh. Theo thống kê cho thấy, 6 tháng năm 2022, tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa Made in Việt Nam đã tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian qua, với nhiều nỗ lực sáng tạo trong việc triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương, hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, các mặt hàng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất ngày càng được đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã đa dạng, giá cả cạnh tranh. Nhà sản xuất cũng đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước người tiêu dùng. Tại doanh nghiệp này, để hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, doanh nghiệp đã có nhiều phương án linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, thay đổi mẫu mã, chế biến sản phẩm theo các hương vị khác nhau, tạo ra các sản phẩm hạt điều thuần Việt có chất lượng, giá trị dinh dưỡng cao để phục vụ nhu cầu đa dạng của đông đảo người tiêu dùng. Công ty An Thuận Phát chúng tôi đã chế biến đưa vào nhà máy trẻ, và xong đưa về thành phẩm, đưa lên trang mạng điện tử và đưa vào các siêu thị, các chuỗi trong nước để cho người dân của người Việt Nam mình, để đến người tiêu dùng, đến những trang thương mại điện tử làm sao tiếp cận được tốt nhất với sản phẩm và đa dạng của chúng tôi sản xuất ra để làm sao cho người Việt dùng được hàng Việt một cách an toàn thực phẩm và đảm bảo được uy tín và đảm bảo được chất lượng cho người Việt và nâng cao cái sức khỏe cho người Việt. Đến với cái chương trình kết nối như thế này thì tôi nghĩ là sản phẩm của một đỉnh núi có thể mang xuống thủ đô, có thể tiếp cận được người tiêu dùng, tiếp cận được người dân của thủ đô Hà Nội, thì tôi thấy là nó là một niềm vinh dự của những người mà đang làm những sản phẩm, mà sản phẩm rất đặc biệt đó là trà San Tuyết cổ thụ của Yên Bái, một thứ trà mà của Việt Nam, cho nên là trên mỗi hộp trà thì đều có một cái niềm tự hào, đó là có một cái lá cờ đỏ sao vàng. Người tiêu dùng Việt cũng hãy tự hào về sản phẩm của mình, tự hào thì chính sản phẩm mà được làm made in Việt Nam. Trong thời gian qua, nhiều chương trình kết nối giao thương xây dựng các mô hình liên kết đã được các ban, ngành, hiệp hội tổ chức đề ra. Kết nối các chuỗi sản xuất, kích cầu tiêu dùng trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cái chương trình hàng Việt thì chúng tôi thường xuyên triển khai, thứ nhất là các cái tuần hàng Việt tổ chức ở luân phiên ở trên địa bàn các cái quận huyện thị xã. Thứ hai là các cái chương trình phiên chợ Việt thì được đưa về các cái vùng sâu vùng xa, các cái huyện miền núi của thành phố Hà Nội. Và cái chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì tổ chức những cái hội chợ sản phẩm nông sản thực phẩm, hội chợ kết nối cung cầu và những cái hội chợ sản phẩm đặc sản vùng miền, để đưa những cái doanh nghiệp Việt, đưa những cái sản phẩm hàng hóa đến tay người tiêu dùng trên các cái địa bàn của thành phố Hà Nội và đặc biệt là các cái khu công nghiệp, khu chế xuất và các cái huyện vùng xa của thành phố Hà Nội. Theo Ban chỉ đạo của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, đối phó với thách thức, khó khăn khi Việt Nam đã là thành viên của các hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP là hết sức cần thiết. Các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt cần tận dụng cơ hội rất đáng giá này để chiếm lĩnh thị trường. Muốn vậy, phải nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường khâu chế biến, đa dạng sản phẩm, cải thiện mẫu mã, gắn với xây dựng thương hiệu, đồng thời chuyển đổi số hóa để thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng. Cần coi trọng thị trường trong nước với gần 100 triệu dân và nhu cầu đang tăng cao. Cùng với đó là thay đổi chủ động trong cách tiếp cận người tiêu dùng,
theo hướng hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam. Về phía các cơ quan chức năng, cần đưa ra những giải pháp triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường, liên kết, hợp tác đầu tư. Về phía doanh nghiệp, việc tăng cường xây dựng các mối liên kết, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ triển lãm sẽ là những hoạt động thiết thực để phát huy hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.